Không dám nghe máy, không dám trả lời gì luôn. Là Thanh cho leo cây. Là em chạy mất dép luôn đấy. Sao vậy? Tại vì thật sự là ngày đó em rất là ngại và rất là sợ khi mà tiếp xúc với người con trai lớn tuổi hơn em. Thế cái hôm đó thì Định nhìn anh này đẹp trai quá. Ngồi ở giữa tụi em thì có một cái anh bạn chung của hai người á. Thì em mới bảo anh là anh đi ra chỗ khác ngồi đi cho tụi em ngồi cạnh nhau. Nhưng mà ngồi ở trong đó thì cái phòng nó cũng kiểu hơi tối tối. Xong rồi Định sàm sỡ. Ai sàm sỡ ai? Bây giờ mời quý vị chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp đôi đầu tiên. Thôi một đôi trai tài gái sắc à. Thôi tiên đồng ngọc nữ đi. Đúng rồi, tiên đồng ngọc nữ. Rồi chào hai em. À mời hai em giới thiệu về mình. Xin chào anh Quốc Thuận và xin chào chị Hồng Vân. Và xin chào tất cả các vị khán giả ở đây. Cũng như các khán giả đang xem truyền hình thì mình tên là Jay Quân, thì nghệ danh là Jay Quân ạ. Còn tên thật là Nguyễn Trọng Quân. Và đây là bà xã. Quân ơi, năm nay Quân bao nhiêu tuổi và công việc của Quân đó là gì? Năm nay em 28 tuổi. Công việc của em thì là người mẫu. Và bên cạnh đó thì em đang phát triển con đường nghệ thuật và ca hát, là ca hát và diễn viên ạ. À, có nghĩa làm trong lĩnh vực nghệ thuật giải trí đúng không? Mời em. Dạ, em chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân ạ. Em tên là Trúng Huyền Thanh và năm em 20 tuổi và em đang làm người mẫu tự do. Ủa, các em là quê ở đâu? Dạ, Hải Phòng ạ. Ủa, nhưng mà hiện tại thì các em sinh sống ở đâu? Dạ, ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, bây giờ kể cho chương trình được biết là cái mối tình của các em bắt đầu như thế nào? Cái lần đầu tiên mà em gặp Thanh lúc đấy là em 20 tuổi mới ra trường. Khi đó thì em là cũng là ngày đầu tiên em tham gia vào cái câu lạc bộ người mẫu ở Hải Phòng. Thì cũng gặp rất là nhiều những cô em gái trong đó rất là xinh. Nổi bật trong đó thì có mình để ý cô em gái mình là Thanh thì rất là ngoan, rất là cao, rất là xinh. Đấy, lúc đó mới 13 tuổi thôi nhưng mà thực sự nhìn rất là lớn. Nhưng mà có một cái điều đặc biệt là cả cái câu lạc bộ đó thì chỉ có một mình Thanh là có mẹ kèm cặp như là có nhiều giám sát 24/24, con tầm mẹ đứng nhìn chăm chăm vậy này. Thôi thì lúc đấy thì coi như là em gái mưa thôi, em trai anh trai mưa vậy đó. Mình chỉ quan tâm thôi chứ mình không có tiến tới hay là mình không có dám gần gũi. Thế còn em thì sao? Em gặp thực ra thì... là lúc đó em có 13 tuổi thôi, chắc là sợ đi tù. Lúc đó em có để ý gì đến anh này không? Dạ, lúc đó thì em thấy anh này thì cũng cao, to, đẹp trai thôi. Thì cứ nghĩ là không có nghĩ gì sâu xa. Nói tóm lại là các bạn đã để ý nhau trong lần đầu gặp nhau. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi đến bao lâu thì mới tiến xa một chút xíu? Có rất là nhiều những cái giai đoạn mà có như phải nói là em đã gặp rất là nhiều khó khăn. Sau đó thì em vào Sài Gòn lập nghiệp. À, có nghĩa là các bạn bẵng đi một thời gian, không gặp nhau. Thế rồi làm sao mà giữ được cái liên lạc với nhau? Một năm thì em sẽ về Hải Phòng khoảng 1-2 lần. Thì hai anh em vẫn gặp gỡ nhau, cũng sẽ vẫn hỏi thăm. Nhưng mà lúc đó là... Em bao nhiêu tuổi? Em bao nhiêu tuổi? Năm đó khoảng 17 tuổi. 17 tuổi, đã có người yêu chưa? Dạ, lúc đó là cũng có người yêu, lúc đó cũng biết yêu rồi. Có bị mẹ kèm cặp nữa không? Dạ, cũng có. Trước khi về Hải Phòng em có nhắn tin trước cho Thanh. Tại vì em thấy là trên Facebook á, là Thanh có bạn trai. Xong rồi cái thời gian đấy, đúng lúc là thời gian đấy là Thanh lại chia tay cái người bạn trai đấy. Đó. Thì em thấy là đợt này mình cũng về, chắc cơ hội này mình nhân tiện mình thử gặp gỡ, mình thử làm tiến tới, mình thử hẹn hò xem như thế nào. Thì đến lúc mà em về tới Hải Phòng, em nhấc máy điện thoại em gọi thì đến mất tích luôn. Không dám nghe máy, không dám trả lời gì luôn. Là Thanh cho leo cây. Là em chạy mất dép luôn đấy. Sao vậy? Tại vì thật sự là ngày đó em rất là ngại và rất là sợ khi mà tiếp xúc với người con trai lớn tuổi hơn em. Sau đó khoảng nửa năm. Nửa năm nữa. Thì hai người lại gặp nhau ở trong một cái show diễn ở Đà Nẵng. Lúc này là Thanh vừa mới tròn 18 tuổi. Thấy cô ấy càng càng xinh, không biết là giờ có người bạn trai chưa mà cũng có hỏi thăm. Khi mà sau buổi diễn bắt đầu đi có một bữa tiệc nhỏ nhỏ cùng với anh chị nghệ sĩ. Thì bắt đầu em nảy ra ý định là kết nối lại xem có được hay không. Hình như là cô này lúc đấy là cô cũng bắt được sóng của mình, là mình chuẩn bị mình tiến tới hay sao ấy. Thế cô ấy lại cho mình leo cây. Là cô ấy thân thiết hơn với một anh chàng khác. Tại vì cái ngày đó thì em nghĩ anh này chắc cũng không có man đâu. Nghĩ là... Thế hẻo lão quá hả? Xong rồi trang điểm, make up á. Xong rồi cái hôm đó thấy cứ vừa hát vừa nhìn, hát mấy câu mà kiểu tình tứ. Xong rồi cứ nhìn em á. Là em nghĩ tôi chết không được. Rồi đến bao lâu thì các em mới chính thức hẹn hò nha? Khoảng cũng tầm nửa năm sau. Nhất có tam đó. Nhất có tam mà may lần thứ ba là dính á. Bà dính không? Đâu kể chuyện lần thứ ba thôi. Cái lần thứ ba đó là hôm đó là tụi em dự một cái sinh nhật của một người bạn.
Thì hôm đó thì em cũng vừa mới qua 18 tuổi. Thì em uống rượu được rồi thì cũng có chút men trong người. Thế cái hôm đó thì nhìn anh này đẹp trai quá. Ngồi ở giữa tụi em thì có một cái anh bạn chung của hai người á. Thì em mới bảo anh là anh đi ra chỗ khác ngồi đi cho tụi em ngồi cạnh nhau. chủ động là em chủ động. Xong rồi thì bắt đầu hai đứa ngồi cạnh nhau thì cũng nắm tay. Nhưng mà ngồi ở trong đó thì cái phòng nó cũng kiểu hơi tối tối. Xong rồi định sàm sỡ. Ai sàm sỡ ai? Bạn này là gọi là lớn rồi, còn bạn này mới có 18 thôi. Rồi. Cho nên chủ động là đúng rồi, bạn này bắt buộc phải sàm sỡ thôi. Người ta mở cửa cho mình mà. Nhưng mà có được không? Nhưng mà ai không có làm... Không được vậy. Nhưng mà nè, cái bữa đó ngoài nắm tay ra có làm gì nữa không? Môi ạ. Ngay ngày hôm sau luôn là em sẽ nhắn tin luôn. Là bây giờ là bạn gái anh nhé. Xong rồi mình hẹn hò cái thứ. Và anh ấy cũng là người đầu tiên mà được mẹ em đồng ý cho yêu luôn. Từ đó là hai bạn là yêu nhau. Rồi cho đến khi lấy nhau là không có biến cố gì xảy ra đúng không? Khi mà yêu nhau và có cái lòng tin nhất định rồi thì Thanh nghĩ rất nhiều về cái việc mà hai đứa sẽ về chung một nhà. Thì chỉ đợi một cái cớ gì đó thôi. Và cái cớ đó là cái gì? Là đó, có đó. Em bé ạ. Khi mà tụi em quen nhau được 6 tháng thì bắt đầu đã có cái ý định đó nảy sinh trong đầu. Và mới 6 tháng yêu mà đã quyết định đi xăm tên của hai đứa vào trên cái ngón tay mà đeo nhẫn cưới ạ. Nhưng mà cái lúc mà em có em bé thì là em có để cho mẹ biết không? Có nói cho mẹ biết? Ôi sợ lắm ạ. Dù lắm ạ. Không dám, hai vợ chồng cứ bắt đầu là nghĩ cách chứ từ giờ phải làm sao, nói như thế nào để cho mẹ nguôi, để nói như thế nào để cho mẹ đồng ý. Thì bắt đầu quyết định là em về Hải Phòng trước. Là bắt đầu là hai mẹ con lên phòng thủ thỉ với nhau. Lúc mẹ nghe thì sẽ thái độ mẹ sao? Mới đầu thì mẹ em không cho cưới, mẹ em kêu cứ đẻ đi tao nuôi. Xong rồi là một thời gian thì bắt đầu là em nhờ đến bố. Khi mà bố nghe tin em có em bé, bố đồng ý cưới luôn. Cho nên là nhờ bố đúng không? Bây giờ là tụi em, cuộc sống của tụi em bây giờ là coi như suôn sẻ, coi như là hạnh phúc đúng không? Hai bạn là rất là đẹp đôi đúng không? Vậy thì ở với nhau có tật xấu lò rao. Nhưng mà trước khi mà kể tật xấu thì em muốn biết là cái thời lượng chương trình bao nhiêu phút ạ? Trời ơi. Đến lúc để mà chúng ta giật mặt nhau đó. Và đây là phần khán giả khoái nhất đúng không? Bây giờ mời Thanh. Dạ thì hầu như những cái tật xấu của chồng em thì đều liên quan đến em hết. Ủa, lý do? Tại vì mới đầu á thì chồng em với chung một kiểu cũng kiểu thanh lịch ấy, công dung ngôn hạnh. Nhưng mà khi mà bắt đầu quen em á thì bắt đầu lầy hơn. Dạ lầy hơn. Em ở nhà là ai cũng xì hơi hết. Nhưng mà em thì không muốn kiềm, tại vì là những cái đó thì khi mà mình ở bên cạnh người mình quá là thân thiết rồi thì mình tại sao mình phải giữ kẽ và em năn nỉ anh này trước là anh xì hơi đi để năn nỉ tức là xui á. Rồi em có nghe lời xúi giục của vợ không? Em không, tại vì bên nhà em truyền thống gia đình là không có cái việc xì hơi trong gia đình. Em đưa ra cái con số là ai xì hơi trước sẽ được 500.000. Thế ai cái là người xì trước? Nhưng mà em vì 500.000 mà em đánh mất nó... chính mình. Nhưng mà cuối cùng em đâu nhận được 500.000 nữa đâu. Cuối cùng là vợ chỉ đưa ra cái cớ thôi để mình giải thoát cho cái niềm đam mê của cô ấy thôi. Nhưng mà em cũng cảm ơn cái việc đó, tại vì tuy nhiên sau cái lần mà vợ cũng giải phóng cho mình cũng cảm thấy là tại sao mình không làm cái việc này từ xưa đến giờ, mình bị bí bách bao nhiêu năm nay. Em bị bí bách. Anh mắc cười nhất là cái vụ mà bí bách bao nhiêu năm đó. Mà bây giờ nhờ vợ em mà khai thông rồi đúng không? Đúng rồi. Em phải biết ơn vợ. Nhưng mà em thấy đó là một cái sai lầm lớn nhất của cuộc đời em. Sao vậy? Sao vậy? Tại vì từ cái ngày đó trở đi là trời ơi, một ngày không biết bao nhiêu lần. Là em bây giờ trở thành nạn nhân đúng không? Chủ mưu rồi, bây giờ em thành nạn nhân rồi. Bây giờ tiếp đi, còn cái tật gì nữa nè? Xong rồi hay ăn tỏi ạ. Ăn tỏi mà đi nằm ngủ xong rồi cứ thi thoảng hà hơi vào mặt xong rồi còn ợ. Thật sự lúc đó em chỉ muốn độn thổ. Còn gì nữa không? Dạ chắc là hết rồi sao? Nếu mà hết thì bây giờ tới ảnh đó nha. Rồi tới em đó chứ. Chắc em cũng xin thời lượng. Hồi nãy em hỏi mà. Xin thêm thời lượng. Có cái câu chuyện này, câu chuyện đầu tiên. Chứ mà vợ em rất là vô tư. Vợ với mẹ với cả
chị với cả em gái trong gia đình thì rất là thoải mái với nhau. Thì có một hôm mà mẹ em gội đầu xong thì mẹ em cuốn cái khăn lên đầu này ra ngồi cạnh con gái, con dâu. Lúc em không có nhà thì con dâu chỉ nhìn này thôi, xong rồi nói mẹ là: mẹ ơi, xem mẹ nhìn mẹ giống phù thủy đấy. Và mẹ chỉ bảo là: đấy, xem lại vợ ông đi. Đã ông lấy vợ rồi, giờ nó ngồi nó bảo mẹ giống phù thủy. Thế, còn, thế em bảo chết rồi. Thế em bà mới hỏi: tại sao bảo mẹ giống phù thủy, mẹ làm gì? Thế em bắt đầu mới nói là thực ra là không phải là giống phù thủy. Tại vì xem cái phim mà Tiên Hắc Ám á, thì có cái cô Angelina Jolie á, là cô có cái quả ma cao. Mẹ em cũng gọi ma cao, xong cô cuốn cái đầu đen đen này này. Dạ, tại vì thực ra là lúc đó em không có nhớ cái tên phim nó là gì. Thế xong thấy hai cái mắt mẹ xích xích lên như này, xong rồi nhìn đeo đội rồi kêu nhìn mẹ giống phù thủy, nhưng mà nói xong câu đó bị hớ đúng không? Bị hớ. Rồi, còn gì nữa? Vậy em ngủ nướng rất là nhiều. Từ cái thời là con gái ngủ dậy là lúc bình minh là 11, 12 giờ trưa không à. Đẻ con xong rồi thì vẫn như thế, vẫn về nhà chồng vẫn ngủ đến 11, 12 giờ. Dạ. Rồi có cái tật xấu gì mà nó nặng hơn nữa không? Hậu đậu. Đề da nội trợ tốt không? Là làm cái gì cũng hay bị đổ vỡ rồi này kia, nên là ít khi là để động tay vào việc nhà nhiều. Đổ vỡ mà hay đổ thừa không? Đúng rồi, đó, đổ vỡ mà hay đổ thừa. Mà đổ thừa một cái lý do mà mình nghe xong thì mình cũng chỉ biết là ngậm ngùi thôi. Tại vì nói là mỗi lần mà check em cáu quá, tại vì thấy rơi đồ hoài à. Động một cái gì cũng rơi, động một cái gì cũng rơi, xong rồi động cái gì cũng hư. Thế mà sao suốt ngày hư thế? Thế bà vợ quay ra nói: thì tại vì người ta đẻ xong rồi, đẻ con xong rồi bị như thế. Chứ ai biết đâu. Quá hợp lý. Rồi giờ mong muốn cô ấy thay đổi điều gì? Không đến nỗi là em muốn vợ thay đổi cái gì của đó quá nhiều, mà sao thì vợ cứ vẫn cứ là chính bản thân mình. Nói chung về cơ bản thì chồng không muốn vợ thay đổi gì cả. Chỉ cần tích cực hơn trong tất cả mọi thứ trong cuộc sống thôi thì mình sẽ hạnh phúc. Thế còn Thanh? Thực sự là em cũng không muốn chồng thay đổi điều gì. Bình thường thì chồng cũng hay nói nhiều lắm, nhưng mà thực ra là nói nhiều thì là mới quan tâm đến mình, nhưng mà không nói thì mới thành vấn đề. Nhưng mà bây giờ cái tụi em cái công việc là Thanh đã bắt đầu trở lại công việc nghệ thuật của mình chưa? Hay là rồi ạ. Em bé được mấy tháng? Dạ, em bé hiện tại là được hơn 4 tháng. Một tháng rưỡi. Mới có hơn 4 tháng thôi mà phọt phiết là coi như là hoàn chỉnh, coi như là gần như là như cũ rồi nè. Giỏi ghê không? Chị thấy á, là bây giờ nhìn tụi em á, chị thấy cái đường mà đường phía trước của tụi em rất là rộng. Tại vì hai bạn á, đều có một cái ngoại hình rất là đẹp. Và ai cũng có một cái duyên dáng để chúc tụi em hạnh phúc và chúc tụi em sẽ thành đạt hơn nữa nha. Rồi, xin chào. Cảm ơn anh chị ạ. Chào hai em. Dạ. Quen nhau lâu không? Dạ được 3 ngày. Ủa là sao? Quen nhau được 3 ngày là dạ, sao? Ba mẹ vợ em không có thích trai miền Tây. Tại hai đứa em là trước khi cưới là có sống chung với nhau gần 1 năm. Sống thử. Dạ. Sống thử 1 năm. Cái thời điểm mà tốt nghiệp rồi đi làm. Vui sống thử không? Vui á. Sao sao mình tâm? Mượn cái gì cũng cho mượn, không cần biết khi nào trả, không cần biết khi nào mà người ta đưa lại cái đó cho mình luôn. Kiểu như sao cũng được hết đó, giống như em lo hết phòng của ổng hay sao đó. Nghe mượn đồ á, rồi còn nhiều khi mượn bản thân mình nữa là cho luôn đó. Nhiều khi nó mượn nó cho luôn rồi. Cùng chào đón cô dâu và chú rể thứ hai. Xin chào hai bạn. Hai bạn ở thành phố Hồ Chí Minh hay là ở tỉnh? Dạ em ở An Giang, còn vợ em ở Bình Định. Dạ chào anh Quốc Thuận và chào chị Hồng Vân. Em tên đầy đủ là Nguyễn Thị Thanh Hân. Năm nay em 25 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, là nhân viên kinh doanh du lịch. Em tên là ông Huệ Phong, 26 tuổi, đang làm chuyên viên tư vấn bảo hiểm nhân thọ. Hai em là lần đầu tiên gặp nhau ở đâu? Tụi em là học chung trường đại học. Thì gặp nhau là do cả hai đều rất là thích mấy cái hoạt động tình nguyện. Ảnh để em trước. Và nhưng mà trong lúc đó em cũng có để ý ảnh nữa. Vậy là quen nhau lâu lắm rồi hả? Dạ, dạ quen nhau hơn 4 năm rồi. Hơn 4 năm. Thì em là người trực tiếp kèm cặp vợ em luôn. Thì trong thời gian đó hai vợ chồng đi chung nhau rất là nhiều. Vậy bao lâu mới tỏ tình? Chắc cũng khoảng là 3 đến 4 tháng sau á. Thì cái thời điểm là Tết á, thì mỗi đứa là về quê cũng thấy nhớ, nhắn tin liên tục à. Nên em mới quyết định là em nói, thì em nói là bây giờ em có đồng ý là mình tìm hiểu nhau nhiều hơn xíu. Vậy thôi đó hả? Chứ không, tức là cũng mày mại vậy thôi chứ không có trực diện vô là làm bạn gái anh nghe hay là... Có anh chị nghe. Anh nói dạ nó trắng á. Thì em cũng nói luôn là thôi bây giờ em làm bạn gái anh đi. Vậy đi ha, chứ đừng có chịu đó. Là các bạn quen nhau. Dạ. Quen nhau lâu không?
Dạ được 3 ngày. Ủa là sao? Quen nhau được 3 ngày là dạ, sao? Dạ, ba mẹ vợ em không có thích trai miền Tây. Tức là trong suy nghĩ là người miền Tây thì họ không có cần kiệm được nhiều á. Lúc đó vợ em suy nghĩ nhiều quá, cái nghĩ thôi chắc không đến được với nhau đâu. Thành ra lúc đó là vợ em mới nói thôi mình dừng, mình chỉ là anh em công việc thôi. Thì em không có đồng ý. Thì em nói thôi vào lại Sài Gòn đi rồi mình gặp nhau mình nói chuyện nhiều hơn. Qua Tết được hơn tuần á, là trở lại đi học á, là em tới nhà vợ em liền. Cái ngày mà vợ em vô lại Sài Gòn là em đi đón. Thì cái hôm đó là em chở vợ em vòng vòng hết Sài Gòn, em nói chuyện đủ thứ á. Cái Huề. Dạ. Là coi như chính thức yêu nhau. Dạ. Dạ. Rồi á, yêu như là yêu suông vậy luôn á. Rồi có chia tay lần nào không trong thời gian yêu nhau á? Dạ, có một lần. 6 tháng sau. À. Thì năm đó là năm đi mùa hè xanh. Em thì đi mặt trận tỉnh ở Bình Thuận. Dạ, còn ảnh thì làm ở mặt trận thành phố. 18 ngày không liên lạc với nhau. Và chị em đã được đặt cách là được về lại để thi một cái môn. Chị đó có gặp anh này. Và chị anh này có chở thêm một cô nữa. Wow. Dạ. Tức là anh có say nắng một người. Dạ đúng, đó mới kể cho em. Rồi em thấy không ổn rồi. Ông hứa là lần em về ông sẽ chở em. Nhưng mà cuối cùng cái lần đó không có chở, em phải đi xe buýt lặn lội mang theo đồ từ quận 3 đi về bến xe miền Đông. Rồi em đi mà em khóc từ Bình Thuận em khóc về tới. Nhưng mà cái tính em vậy đó, em không có chấp nhận được là ở mừng chồng người yêu của mình á quen một người khác mà không có đẹp hơn mình, không có tốt hơn mình. Xong cái tức quá mà em tìm mọi cách luôn để liên lạc với ông để níu kéo lại. Đó, đâu có dễ dàng buông. cái người đó là cùng quê với em luôn. Thuận tiện dạ. Quá mà. Thì thành ra là thời điểm đó em cũng suy nghĩ nhiều. Nhưng mà do là hai vợ chồng cũng còn hoạt động, cũng còn gặp nhau á. Thì em còn thương vợ em nhiều á. Cho nên em cũng muốn... thôi mình cứ tiếp tục thêm một thời gian coi như thế nào. Duyên số đó. Là quay trở lại. Dạ đúng rồi. Rồi không có gì gọi là ngăn cản nữa. Dạ. Rồi hai đứa là có đi xa hơn chút xíu không trước khi cưới? Dạ cũng có. Tại hai đứa em là trước khi cưới là có sống chung với nhau gần một năm. Sống thử. Dạ. Sống thử một năm. Cái thời điểm mà tốt nghiệp rồi đi làm á. Vui không? Vui á. Ờ sao sống được tò mò. 4 năm rồi. Lấy đó. Vui không? Sống thử vui không? Dạ. Có vui có buồn có. Vui có buồn có mà em thì khóc nhiều. Cái thời điểm đó là cái thời điểm ảnh chưa có công việc, ảnh chưa có ổn định. Ảnh đang làm công ty mà lương tháng khoảng tầm 3 triệu mấy đến 4 triệu thôi. Tiền nhà cũng là 2 triệu rưỡi rồi. Cộng thêm những cái chi phí khác phát sinh nữa. Ở chung mà ba mẹ ở nhà cũng suy nghĩ. Em cũng lo lắng, em không biết tương lai hai đứa đi về đâu. Cũng cãi nhau nhiều. Nhưng dạ. Mà trước khi sống thử là bạn này có cầu hôn em chưa? Qua được cái quãng thời đại học á, rồi ra đi làm á, thì hai đứa cũng xác định là sẽ cưới nhau, chỉ là khi nào thôi. Quyết định là sống chung á, là do chị em lấy chồng. Ừ. Là thành ra có mình em à. Vợ em mới thấy thôi hai đứa để tiết kiệm chi phí này là thì mình ở chung. Không lẽ ảnh chưa bao giờ ảnh cầu hôn em? Dạ có. Ảnh với anh trai em bàn cái hạt gì đó em biết. Bưng vô một chậu hoa xong rồi ảnh rút ra một cái phong bì ở trong túi. Trời lúc đó em tưởng chắc phong bì 20 triệu hay gì nha. Xong cái ảnh quỳ xuống, ảnh bưng cái chậu hoa lên đưa cho em cái phong bì. Tờ cái phong bì đó là một cái tờ giấy là giống như là khai cái form mà để hai vợ chồng đăng ký kết hôn á. Em lấy cái gì? Trời đất ơi. Trời ơi, em hơi thất vọng một chút. Dạ. Cái đám cưới thì chắc chắn nó diễn ra là suôn sẻ rồi. Dạ. Nhưng cái thời gian mà đầu tiên sống thử á. Dạ. Cái chuyện mà đầu tiên hai đứa về chung nhà nhau á. Cái nào mà anh Bin bắt đầu chuẩn bị méo méo cái miệng á. Dạ. Ý, ý. Xong bắt đầu mắt gian gian á. Gian mà gian. Dạ. Là biết là hỏi tới cái gì đó. Hai đứa lần đầu tiên đi vượt quá chút xíu đó. Dạ. Nó như thế nào? Tò mò đó. Nó cũng, cũng lúng túng lắm anh. Tại em chưa có kinh nghiệm trong chuyện đó. Dạ. Vợ em cũng vậy. Thì hai đứa phải vài lần vậy mới quen được. Nhờ sự trợ giúp không? Thì nhờ sự trợ giúp qua phim ảnh thôi chứ có. Rồi, giờ vậy thì đến cái ngày đám cưới thì chắc có gì nữa. Đâu có gì gọi là cái đêm động phòng đâu có gì đặc biệt phải không? Nằm sải lai hết anh. Cái đêm động phòng là ở dưới nhà anh trai em á. Cũng không được làm gì luôn. Rồi tụi em cưới nhau như vậy là bao lâu rồi? Dạ cưới nhau là cũng hơn 6 tháng. Nhà với nhau là 1 năm. Tính ra tới giờ là 5-6 tháng đó. Vậy có tật xấu gì lòi ra không? Để cho vợ nói trước đi. Em nghĩ là chắc là ở đây đàn ông con trai nào cũng vậy thôi. Ở dơ cùa bộn mà ở dơ một cách mà kinh khủng luôn. Có thể mà 2 ngày không tắm mà không chấp nhận được. Cái mồ hôi trên người á mà nó ra mà đất á. Do lại thành viên tròn tròn. Lúc tẩy đó, do là lúc tẩy đúng không? Trời ơi, dã man kinh khủng luôn. Mà em không tưởng tượng được luôn á. Là tự nhiên lâu lâu mắt cho em cục. Ở dơ rồi còn gì? Cái nữa là hồi hộp lắm.
anh chị. Dạ. Không bao giờ mà chuẩn bị trước cái gì hết. Rồi lúc nào cũng sáng ra đi là bắt đầu tìm, bắt đầu kiếm, bắt đầu hả tìm cái này, lục lọi cái kia, cái nọ. Chồng em á rất là kiểu như là sao cũng được á, mượn xe cho mượn. Cái đó là dễ mượn dãi, tiền, chứ không phải dễ chịu. Cho mượn. Mượn cái gì cũng cho mượn, không còn biết khi nào trả, không còn biết khi nào mà người ta đưa lại cái đó cho mình luôn. Kiểu như sao cũng được hết đó, giống như em lo hết phòng của ổng hay sao đó. Nghe mượn đồ á, rồi còn nhiều khi mượn bản thân mình nữa là cho luôn đó. Ờ, nhiều khi nó mượn nó cho luôn à. Lắm đó nha, đó. Hồi đó tôi cũng dễ dãi lắm. Mê game trùm luôn, anh chị tưởng tượng. Mà cái lúc mà quen ảnh á, làm lương tháng có 3-4 triệu gì đó, nhưng mà có thể sẵn sàng bỏ 1-2 triệu để mua thẻ game để chơi gì đó. Mua bảo bối. Dạ đó. Bây giờ cải thiện chưa? Bây giờ vẫn mê. Coi nào tối mê game đến nỗi mà mê quên mê vợ. Có luôn. Vợ nằm một cục bên đó, chồng bên này vẫn chơi game. Em chờ anh chút xíu, anh đang lỡ chậm. Có làm cho vợ buồn không? Buồn thì em không buồn. Cái game đó thì em cũng có chơi nhưng mà em không mê. Thôi nói gì nữa. Vợ em là quyết định là chơi chung để kiểm soát. Đúng, em. Đúng, chơi để coi thử anh có chơi hay không. Rồi giờ tới em đó. Vợ em bị cái là lo nghĩ nhiều quá, mà lo luôn phần của em, với lại là bị cái là rất là hay cằn nhằn cậu nhàu dữ dội lắm. Mình đang làm việc A là nhắc mình việc B việc C, mình đang làm tới việc B nhắc lại chuyện A việc C, dạng vậy, cứ nhắc liên tục vậy đó, là mình rất là khó chịu. Cằn nhằn cái tần suất á là có thể là từ sáng tới chiều không? Liên hồi luôn. Dạ. Liên hồi luôn. Có lúc nào mà cái tần suất á cảm thấy đuối hơi kiệt sức mà ngưng lại cho em thở không? Không có luôn. Không có luôn. Năng lượng dồi dào. Bây giờ em hết rồi mà anh cứ hết rồi hả? Rồi biết gì nữa. Ví dụ như xưa 10 thì giờ là nhiêu? Dạ xưa 10 thì giờ là 9 rưỡi. Trời ơi. Dạ. Trời ơi, có 50. Chị bị cái cảm giác rồi, chị biết mẹ chị á la chị đó. Rồi la từ phòng khách chạy vô tới phòng ngủ, chui toilet, đứng ngoài cửa toilet nói rồi hoài luôn. Nói hoài luôn. Suy diễn hay nghĩ trước 2-3 bước mà cái đó đâu có diễn ra đâu, mà cũng mình cứ tự buồn về cái chuyện mình tự nghĩ ra không à. Với ghen từ cái câu chuyện mà hồi 6 tháng đó, là trở về sau thì vợ em hay ghen lắm. Giống như là bị sang chấn tâm lý luôn. Có khi nào mà lên tận ổ ôi, có. Lên tận công ty để mà thăm dò không? Tại vì cái ngành của em thì mấy bạn nữ trẻ trẻ nhiều lắm. Nhất là cái thời điểm mà em mới chuyển qua làm bên đây á, là vợ em lên kiếm đồng minh liền, để có gì là báo cho vợ em biết. Có mấy cái lần làm em quê lắm. Tức là tại vì công việc của em bắt buộc là phải đi kẹp một nam một nữ để đi gặp khách hàng. Và là vợ em lên tới chỗ em gặp khách hàng canh luôn vậy đó. Thấy được mặt em xong dằn mặt em cái xong chạy về. Dằn mặt sao đâu. Kiểu như là tôi thấy ông rồi đó nha. Bây giờ là đỡ rồi. Giờ là đỡ, bây giờ là đỡ rồi. Chung 10. Dạ. Hồi đó 10 giờ nhiêu? Tại giờ có đồng minh ở công ty em nhiều rồi. Giờ ra đa đầy công ty luôn không? Là vài bữa là thấy em xuất hiện trên công ty liền. Em nói cho Adam cho em lên công ty anh chơi chút. Đó là lên đi coi là biết thôi, là biết liền. Rồi giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì? Mong muốn vợ em bớt lo nghĩ giùm em xíu. Bớt nghĩ giùm á, phải không? Dạ, nghĩ giùm hết. Ngoài Bắc á là ông bầm kêu là cầm đèn chạy trước ô tô đó. Dạ. Với lại là bớt cầu nhàu đi xíu. Có bớt ghen không? Có cần bớt ghen không? Dạ không sao, ghen tức là thương mình mới ghen chứ. Đó. Chấp nhận đúng không? Sao hết. À, thế còn em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Bớt hời hợt. Bớt hời hợt thì sẽ bớt cằn nhằn. Với lại là bớt ở dơ đi, lo cho vợ, lo cho gia đình nhiều hơn. Cái cầu tiến đúng không? Là bớt dễ dãi đó. Dạ. Bớt dễ dãi đi. Dạ. Đúng không? Khó lại một chút xíu. Dạ. Tiếp tục khám phá nhau đi. Tận hưởng khám phá. Sẽ còn khám phá ra nhiều thứ tật xấu nữa. Và sau đó là sẽ tự gọi là gì đó? Tự chấp nhận. Không phải, tự hoàn góp thiện. Ý, tự hoàn thiện. Dạ. Đó, để mà đón chờ em bé. Có định sinh em bé không nè? Dạ có. Định năm sau. Chừng nào nè? Dạ em tính năm sau. Vậy hả? Vậy anh Minh chúc đi kìa. Tôi xin chúc cho hai vợ chồng em sẽ luôn luôn thuận thảo, vui tươi, hạnh phúc, và đặc biệt trong năm sau sẽ đón chào một thành viên tuyệt vời xuất hiện trong gia đình mình. Dạ. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn hai đứa nha. Dạ. Mày nha, coi chừng là bóc lịch chết luôn đó. Em nói là dạ không có, em dám anh ơi. Cái này là anh em dẫn đi mà giờ tình thế giờ nguy cấp quá rồi. Cứ mỗi lần đi chơi với là vợ em là ba em nói: con nha, làm gì làm, cái chuyện đó là không được quá giới hạn. Má vợ em thì nói là: con nha, con đi chơi con coi chừng bóc lịch nha con. Dạ. Là cứ mà lần nào đi chơi cũng nói của đó, làm em là cứ khắc cốt ghi tâm lý. Dạ, mà lúc đó lỡ một lần ngay kia rồi nên là cũng không có dám nữa, chỉ có một lần thôi. Dạ, không phải gia đình cho cưới đâu chị. Nói chung bác sĩ phải không? Dạ, bác sĩ. Okay, nghe coi chơi coi. Tôi dẫn 4 năm mấy nay rồi, chỉ cần nhá cái tôi biết ai bảo cưới liền. Xin quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng thứ hai. Xin chào hai em. Dạ em chào chị Hồng Vân.
em chào anh Quốc Thuận cùng toàn bộ khán giả có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Em tên là Nguyễn Thanh Tú, năm nay em 33 tuổi, hiện đang làm nhân viên văn phòng và em sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em với vợ em kết hôn với nhau là được 11 tháng 21 ngày rồi. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận cùng quý vị đang có mặt trường quay. Em tên là Đinh Cao Thúy Vi, 20 tuổi, đang là sinh viên và sống ở thành phố Hồ Chí Minh. 20 tuổi thôi hả? Dạ. 33. Dạ. Giấu 22 tuổi. Hơn một con giáp. Hơn con giáp cộng với con. Đó. Thấy không? Rồi, nó nghe nè. Dạ. Sao mà cua được cháu ấy hay vậy? Nói thiệt, hồi xưa em cũng có hơi nhan sắc tí xíu. Giờ là phong độ. Giờ là phong độ. Dạ, bây giờ là mất phong độ luôn rồi. Dạ. Chà. Bởi vì thực sự nếu mà em không có giới thiệu tuổi là chị không biết em số tuổi đó luôn á. Dạ, tại em uống trà sữa nhiều chị. Trà sữa. Dạ. Rồi, chắc có lẽ là hai bạn quen nhau bên quán trà sữa đúng không? Dạ, đúng chính xác luôn á. Yeah. Hay. Yeah, yeah. Lần đầu tiên. Yeah. Dạ, nhưng mà thực sự là hai tụi em đến với nhau á là bởi vì em hồi xưa em làm bên đoàn thanh niên và đây chính là đoàn viên của em. Hai đứa sinh hoạt chung với nhau thì lúc đầu thấy cô đó mới quen lúc là như là lớp 8, 8,5 là gần lên lớp 9 rồi. Nhưng mà cô ấy có điểm đặc biệt á là khác với mấy bạn kia, da dẻ trắng trẻo lắm, nhìn nói chung là tướng rất là ngon lành. Nhưng mà em không có gì vậy mà em thương đâu. Em không có thương qua cái nhan sắc. Đúng, tại vì em thương qua tấm lòng của đó. Khi mà tham gia các hoạt động đoàn, có khi là nhảy xuống mương, rồi đi xin những cái bọc ni lông để mà làm quà cho các em, làm tất cả, dạ đúng rồi, làm tất cả vì cộng đồng. Nên đó là một điểm cộng rất lớn đó với em. Thế còn em thì sao? Em ấn tượng ở chàng trai này thì như thế nào? Đang mới lớn mà thấy trai đẹp nên là cũng thích. Tình cờ là đúng cái ngày mà bắn pháo bông ngày 2 tháng 9. Vậy giao thừa. Mà em lúc đó em đang làm tiếp tân nữa, là 10:30 em vô ca, nên là tính rủ vợ em đi xem là 9 giờ bắn tới khoảng 9:15 hay 9:30 là trở về. Nhưng mà cái tình huống đặc biệt xảy ra thì ba mẹ của nó nói là bây giờ kẹt xe quá về không được. Lúc đó thì em cũng không biết làm sao hết, mới để cô đó ở trong khách sạn luôn. Thì cũng rất nhiều anh em hỏi hăm he em, nói là mày nha coi chừng là bóc lịch chết luôn đó. Em nói là dạ không có, em không dám anh ơi, cái này là anh em dẫn đi mà giờ tình thế giờ nguy cấp quá rồi, không thể chở về nhà được. Rồi hai đứa cứ chờ vậy đó, chờ cho tới khoảng 1:00 mấy 2 giờ. Nhưng mà kể từ đó là quen luôn á. Cái lúc mà em ở trong khách sạn em sợ không? Dạ không, tại ngồi dưới sảnh anh chứ không phải là vô đi đúng lên không? Dạ. Mà lúc đó là tình thật là 13 tuổi mấy hả? Không, lớp 8,5, sắp lên lớp 9 rồi. Lúc đó là 14 tuổi, 15 tuổi gì à? Rồi. Chắc em nhớ lộn anh. Thì nghĩ giống như là anh em sinh hoạt đoàn đi chơi chung nhau thôi, cũng đâu có gì. Rồi đến khi nào thì mới bắt đầu chính thức tỏ tình với cô ấy? Dạ, tới một khoảng thời gian sau, chắc khoảng là 6-7 tháng nữa. Ở lớp 9? Dạ. Dạ. Rồi quen nhau chắc chắn là phải không để cho phụ huynh biết rồi đúng không? Dạ, đúng. Đi chơi với nhau thì phải trốn, là hẹn cô đó trong một cái hẻm. Cái hẻm đó là nhiều khúc quanh cua lắm. Là em cứ đứng hẻm đó chờ, rồi cô đó tự động đi ra, hai đứa đi. Tính đường trốn đi cũng kỹ thì cũng cái chuyện tình của các bạn nó được bao lâu? Dạ, tính ra là từ lúc quen tới lúc cưới là gần 5 năm. 5 năm. Đến bao lâu thì phụ huynh mới biết? Dạ, khoảng năm em lên lớp 11 thì gia đình mới biết. Mới đầu em sợ thì cũng ngăn cấm cản, nhưng mà bà mẹ nói là quen thì không cấm, nhưng mà phải làm sao mà cân bằng giữa chuyện tình cảm với chuyện học tập. Yêu nhau đến năm mấy thì gia đình cho làm đám cưới? Đầu năm 2. Năm 2 đại học. Dạ. Dạ, không phải gia đình cho cưới đâu chị. Nói chung do là bác sĩ phải không? Dạ, bác sĩ. Có thể nghe coi chơi coi. Tôi dẫn 4 năm mấy nay rồi, cái cần nhá cái tôi biết ai bảo cưới vậy. Dạ. Của em mà lúc mà mắt em ánh lên một tia rất là dã man xong rồi là. Ê, dã man ngay cùng ghê quá vậy. Dạ mà em xin nói thiệt với anh chị, lần đó thật sự là lần đi chơi đầu tiên cô tụi em được đi qua đêm. Đi đâu? Đi Vũng Tàu. Nguyên một đám. Và là ngủ ở trong nhà người bạn. Tới tình huống bất ngờ xảy ra là mấy người bạn nó đi không được. Tới sau tụi em một ngày. Cái đêm đó là cái đêm định mệnh. Hai đứa vui quá, mua rượu về uống. Tại rượu. Dạ, tại rượu. Người ta nói vài chai rượu. Cái điểm mà không biết uống mà mua vài chai đó nên cái chuyện nó xảy ra. Chỉ biết uống là mua vài chai đâu sao đâu. Gì vậy, rượu Tây hả? Dạ, rượu vodka đâu anh. Trời ơi, vodka rượu.
vài chai vodka. Uống một chai thôi là tôi lên đường rồi. Rồi vậy lúc đó có nhớ con khỉ gì nữa đâu mà kể, đúng không? Dạ. Dạ. Sáng nhớ lại, thấy hai đứa ủi kỳ vậy, sao em mặc gì vậy? À. Thì mới nghĩ chết rồi, không biết cái chuyện kia có xảy ra hay không. Ông thần rượu ông mừng. Em mới kêu là thôi em vô em kiểm tra coi sự việc của em tiến triển tới thế nào, còn anh kiểm tra cái của anh. Gì vậy Bi? Trời chán dán mặt mày luôn. Ông kiểm tra của ông thấy gì? Dạ em cũng tè le luôn anh ơi. Trời tè le là sao? Người phụ nữ người ta kiểm tra là còn biết có bị gì không, còn dạ. Ông kiểm tra ông biết cái gì? Trời em nói nghe, giả sử như anh 6 giờ 12 giờ còn em là ví dụ như là lên 12 giờ lên xuống 6 giờ xuống hoài không lên được. Trời đất ơi. Đối với cảm giác sao, nói nghe cái cảm giác coi. Cảm giác sợ, hoảng sợ, hoang mang. Hoang mang lắm. Chứ cũng sợ chị, cũng hoang mang tại vì nghĩa là hai đứa đang trong cái trạng thái mà không có kiểm soát được bản thân á, nên là họ cũng không có biện pháp phòng tránh gì hết. Rồi bắt đầu sợ, sợ về cái hậu quả đúng không? Dạ. Rồi xong cái lúc mà thức dậy là còn xỉn không? Dạ tỉnh. Tỉnh. Là tỉnh hẳn luôn. Dạ. Tức là khi mà thấy nhìn một cái mình lõa thể vậy là coi như mất hồn tỉnh hẳn luôn đúng không? Dạ, tỉnh rồi chị. Rồi bình tĩnh lại rồi. Dạ. Dạ. Rồi sau khi xác định là thôi chuyện đó đã xảy ra rồi đúng không? Dạ. Rồi nó có mong men nó sinh nữa không? Dạ. Dạ không đi. Một đứa đi về luôn. Không, lúc đó là hai đứa mặc đồ vô, hai đứa đúng. Chia nhau ra, một đứa đi mua đồ ăn sáng, đứa qua tiệm thuốc tây. Cũng trình bày với người ta đưa cái loại tốt nhất cho em. Và về với sự chứng kiến của em là vợ em muốn luôn. Sau đó thì cứ mỗi tháng đều đặn em đều nhắn tin và hỏi thăm trong cái tâm trạng lo lắng của cô đó. Nhưng mà tụi em cách biệt luôn, tức là không có lặp lại một lần nữa. Dạ không, dạ chỉ không. Có một lần thôi chị. Một lần duy nhất thôi. Dạ. Tới 6 tháng sau. 6 tháng sau mới phát hiện em có em bé. Khi mà phụ nữ mà không có phụ nữ mà tới tháng không có là em phải không. Tới em, tháng vẫn có em luôn vẫn chị. Có. Rồi bụng sao? Bụng em nhỏ xíu à, tới 6 tháng mà em vẫn mặc được quần áo size S. Có ngán không? Dạ không, không. Ngán gì luôn. Không, không hề cảm nhận một cái gì luôn. Dạ. Dạ không, và sau tại sao 6 tháng thì lại biết? Dạ. Đi chơi với hai đứa bạn thân thì em thấy vợ em ăn nhiều và hai đứa bạn em cũng thấy ủa sao hôm nay thấy mập mập mà sao thấy ăn nhiều quá vậy. Nên là nó giỡn coi chừng tụi bay có làm gì không. Thì em cũng hoảng sợ nhưng mà em cũng không bao giờ tin là có. Rồi bắt đầu đi bác sĩ thì mới biết cái thai nó 6 tháng rồi. Dạ. Thì em đang làm việc có bầu anh ơi, chị giỡn hoài làm sao có bầu được, mình muốn con cái mà làm sao có bầu. Không thể nào tin được. Quá kỳ lạ luôn á. Dạ, mẹ em tối em ngủ chung mẹ em còn biết nữa. Tại vì không có là, biểu hiện ngán. Đúng rồi, em không có ngán gì hết. Dạ, em có biểu hiện gì không? Dạ, tức là trong em thời gian có. Dạ, có. Trong lúc mà bà xã em bị á thì em không biết sao là em đi làm cứ đúng 3 giờ chiều là em bị tăng huyết áp lên. Ở chỗ làm em gọi em là Tú 3 giờ. Đúng 3 giờ. Dạ, cứ đúng 3 giờ cái em nói Thảo ơi, anh bị chóng mặt anh lên huyết áp quá. Thì anh làm nổi, tại nó quay cuồng hết chị. Em đi khám bác sĩ nói là huyết áp em tới 140 hơn lận. Mà với độ tuổi em không nhậu nhẹt, không hút thuốc thì huyết áp nó rất là cao. Nếu như nó cao quá có khả năng đứt bóng. Nên là khi mà cảm giác nó quay cuồng quá thì nên nghỉ ngơi một tí. Bây giờ chỗ làm em gọi em là Tú 3 giờ. Nhưng mà có nghĩa là em bắt đầu hiện tượng đó là vào tháng thứ mấy? Khoảng tháng thứ 2, tháng 3 kéo dài tới tháng thứ 6 luôn. Tháng thứ 6 luôn. Dạ. Rồi bao giờ thì hết? Thì phát hiện ra hết. Đó là nhắc. Bây giờ xanh nó chưa? Xanh nó dạ, được, xanh rồi. Được mấy rồi? 9 tháng hơn. 9 tháng. Con gái à? Lúc mà em biết được cái tin mà 6 tháng em sợ lắm. Tại có vợ em nè, lúc đó tưởng mập, uống thuốc giảm cân, uống nhịn ăn. Dạ. Mấy cái thuốc đó rất là nguy hiểm nha. Bây giờ cho hỏi em bé là khỏe mạnh. Dạ, khỏe mạnh. Khỏe mạnh bình thường. Sau đó là tâm lý rồi, cái cuộc sống của hai đứa như thế nào, hai bên gia đình sao? Cái bữa ấn tượng nhất của em, không bao giờ quên cả đời luôn đó. Em cứ ra, em dò đầu, bứt tóc. Em đi vô toilet liên tục luôn. Em gọi cho bạn thân của em nói giờ chết rồi, giờ sao mày? Giờ mày tính sao mày tư vấn cho tao đi. Tại vì hai gia đình cũng khó khăn lắm. Cứ mỗi lần đi chơi với là vợ em là ba em nói con nha, làm gì làm, cái chuyện đó là không được quá giới hạn. Má vợ em thì nói là con nha, con đi chơi con coi chừng bóc lịch nha con. Dạ là cứ mà lần nào đi chơi cũng nói của đó làm em là cứ khắc cốt ghi tâm lý. Dạ mà lúc đó lỡ một lần ngay kia rồi nên là cũng không có dám nữa, chỉ có một lần thôi. Và sau khi gọi cho bạn thân của em á thì em đi nhậu,
nhậu là bạn em khuyên thôi giờ xảy ra tới vậy rồi thôi cưới đi, giờ biết là sóng gió hai bên rồi đó, nhưng cũng phải cưới, không thể làm cách nào khác được. Nên là cuối cùng em quyết định là phải nói. Dạ, phải nói. Nói cho gia đình hai bên biết lúc luôn. Lúc đó phản ứng của gia đình hai bên, gia đình bên em thì má em không chịu. Còn bên vợ thì sao? Thì mới đầu thì em nói cho dì em biết, sau mà dì mới nói cho mẹ. Có ba em thì ba em rất là khó, sợ nhất là ba. Cậu em mới nói với ba em. Em là con một mà, nên là ba chủ nhiều lắm. Nhưng mà suy đi nghĩ lại á, thì một hồi ba bỏ đi. Thì ba suy nghĩ, ba về ba nói là thôi giờ mọi chuyện cũng lỡ rồi, bây giờ thì phải làm đám cưới thôi. Ở bên gia đình em là mẹ em không chịu hả? Dạ, mẹ em chịu. Thì em nhờ sự động viên của mấy dì, mấy cậu em. Rồi cuối cùng mẹ em cũng chấp nhận. Mà em bắt đầu từ tháng thứ mấy thì bụng bắt đầu mới bự ra? Nói chung là từ khi mà phát hiện là bụng nó lớn nhanh như hổi, nhìn là biết là có bầu liền. Rồi coi như tất cả mọi thứ đều êm xuôi hết. Dạ. Thôi giờ nhân đây có điều gì muốn nói với ba mình không? Nhân đây thì con cũng muốn là xin lỗi ba. Tại vì con là đứa con gái duy nhất nhà. Nhưng mà con làm cho ba hết thất vọng. Đầu tiên thì con cũng xin cảm ơn ba mẹ ruột của con, những người đã tha thứ cho hai tụi con để mà tổ chức đám cưới. Lời thứ hai thì con cũng rất cảm ơn ba má vợ ưu ái và thương chúng con, mặc dù chúng con gây ra những cái lỗi lầm rất là lớn. Và con hứa là con sẽ chăm sóc vợ con thật là tốt, không bao giờ phụ lòng ba mẹ. Dạ, con xin cảm ơn ạ. Ừ, nhân đây Vân cũng muốn tâm sự với lại anh chị, coi như là ba má của cô dâu chú rể. Thực ra riêng cái trường hợp này, tức là thật ra đứng về mặt phụ huynh mà nói á, thì là không có người cha người mẹ nào muốn con cái của mình nó có những cái mà trước hôn nhân như thế này, đặc biệt là giống như là khi tuổi con mình nó còn nhỏ. Nhưng mà Vân cảm giác riêng cái trường hợp của hai bạn trẻ này nó có một cái gì đó rất là lạ. Là tại vì thực ra mà nói cái việc mà khi các bạn trên 18 tuổi ở cái thời đại bây giờ á, các bạn trên 18 tuổi các bạn có thể sống thử với nhau, thì đó là một cái chuyện nó là bình thường rồi, nó không phải là bất thường như ngày xưa. Thế nhưng mà rõ ràng ở đây á, là cái việc này là việc hoàn toàn ngoài ý muốn luôn. Ngoài ý muốn luôn. Nhưng Vân lại có một cái cảm giác là dường như cái sự cố này á, nó có một cái gì đó mà Vân cảm giác nó rất là giống như là ý muốn của trời đất vậy đó. Ý muốn vậy đó. Thành ra là Vân nghĩ cái đứa cháu này á, là thuộc lại là cháu quý, con quý. Cho nên là Vân thấy khi mà cô dâu xin lỗi ba mà với cái giọt nước mắt á, tự nhiên Vân thấy thương quá. Thấy thương quá. Và rõ ràng rất là thật lòng, kể cả chú rể khi mà chú rể nói ra. Thì Vân nghĩ là thôi, anh chị cũng không có trách hờn hai cháu nữa. Và anh chị cũng sẽ... Vân cảm nhận nếu Vân là cái người bà của cái đứa bé này á, thì Vân sẽ rất là hạnh phúc. Vân sẽ rất là quý nó, bởi vì Vân cảm nhận dường như nó là một cái gì đó rất quý báu mà ai đó đã gửi gắm trong gia đình của anh chị cũng như của hai cháu. Đó, cho nên là thôi anh chị rộng lượng và cố gắng làm sao để mà các cháu có một cuộc sống thiệt là tốt đẹp. Thôi bây giờ bây giờ cái chuyện lắng động nó qua rồi. Dạ. Quay trở lại một cái format rất quen thuộc, đó là dập mặt nhau. Đó. Dạ. Đây là đó. Chuyên gia làm tuột mút. Đó. Hai chồng ở chung nhà 11 tháng rồi, đúng không? Vậy anh ấy có bao nhiêu tật xấu lòi ra vậy? Ở trong chăn với chăn có rộng, ở vô cực kỳ luôn. Câu rồi, không giờ đâu. Tối, ngày nào cũng kêu, anh đi đánh răng rồi đi ngủ. Rồi xong, vô đánh răng, cái hồi, em, anh đi xuống dưới lầu, anh uống nước rồi anh lên nha. Là lén em đi xuống dưới ăn cái gì đó xong rồi lên không răng lại nữa đi ngủ. Tật xấu thứ hai. Em thì tính em kỹ nhưng mà em làm hơi tốn thời gian hơi lâu. Và anh làm với em một hồi em xuống tanh bành luôn. Là bài ra. Bài ra còn nhiều hơn đó, em giận cực hơn nữa. Bừa bãi đó, bừa gọi là bừa bộn. Dạ. Còn gì nữa? Tiết kiệm nhưng mà có nhiều cái tiết kiệm không đúng. Muốn mua cái gì á thì suy nghĩ kỹ lắm luôn, đắn đo suy nghĩ mấy lần câu. Anh đi ăn đó không? Đi liền.
rủ đi ăn là bao nhiêu cũng đi, ăn xong cho no về ói. Có nghĩa là em ăn thì em thích ăn đồ ngon, nhưng mà ăn đồ ngon vô mình sẽ mập, muốn giảm mập là mình ăn xong mình phải ói. Cái này lạ kỳ vậy ta. Mà em có biết là ói mệt lắm không? Dạ không, khi mà mình ăn mình uống nước nhiều và mình ăn đậu bắp á, khi mình ói nó có chất nhờn, đã lắm, ọ cái hết trơn. Có gì nữa không? Có nhiêu đó thôi. Tới tôi nha. Tới bạn đó. Dạ. Vợ em thì cái gì cũng tốt hết, chỉ con gái là nhây cũng ở dơ nha. Trò dơ ghê gớm luôn á, chứ không phải đùa đâu. Em đang ngủ, lấy tay chọt vô đây, đút vô miệng em. Em nghe mặn mặn cái là em dậy, em hỏi gì trời em. Còn mặn mặn nữa. Trời ơi, muốn ói luôn anh ơi. Đó là tỉnh tới sáng. Còn cái nữa nguy hiểm hơn cho đàn ông của chúng ta, cái bệnh gọi là 10:30 đi làm rất là mệt, tối về chỉ muốn là ngủ sớm, hoặc là muốn làm cái gì lặp đại cái đi ngủ ha. Canh lúc nào cũng 10:30 tới 11:00 là hay khiều khiều chọt chọt em, chọt xong em mất ngủ tới sáng, làm đâu có nổi đâu, khuyên hoài không được. Trời ơi, trước khi cưới đã là có biệt danh là Tú 3 giờ. Dạ, giờ Tú 10:30. Tú 10:30. Con cái nữa là hay ghen tị với con lắm. Em thì em thích ví dụ như hai vợ chồng ngủ phải cho nhỏ nằm giữa, không chịu, cho nó nằm trong góc, hai chồng nằm kế bên, rồi ôm em ngủ, em ngủ đâu có được đâu. Phải hoạt động. Dạ đúng rồi, lại khó chịu. Cái này tuổi lớn tôi phát triển mà. Dạ, bây giờ em uống nhân sâm hoài anh ơi. Dạ. Chút nữa trúng xâm nhung bổ thận nè. Dạ, em hy vọng vậy. Rồi, bây giờ mong muốn bà xã thay đổi điều gì? Chắc làm cái điều mong muốn này, em xin phép cho em đứng dậy được không ạ? Thì thực sự hai tụi em đến với nhau là do bác sĩ bảo cưới. Em còn nợ cô đó một lời cầu hôn thật là chỉnh chu. Ôi ơi. Why? Anh chỉ cao vừa đủ 1m6 thôi. Nhưng mà tình yêu của anh dành cho em được đính từ trên đầu anh, trên tận trời xanh. Anh không hứa là sẽ yêu em và quan tâm đến trọn đời, nhưng mà anh chắc chắn một điều, anh sẽ làm cho em là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này. Và điều tuyệt vời hơn nữa, nếu em làm vợ của anh. Làm vợ anh nhé. Anh có một chiều cao đủ dài, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người cung cấp tất cả tin lươn mà của anh cho em. Làm vợ nha. Dạ chưa ạ, em còn chuẩn bị cái nhẫn cưới. Thật sự mà nói là muốn mua cái nhẫn mới lắm, nhưng mà chưa có lãnh lương. Dạ lấy lại nhẫn cũ. Kệ nó vô, đeo vô luôn đi là dạ, lấy vô. Là không được dạ, vô. Dạ. Hôn một cái đi. Dạ. Quá tuyệt vời. Trời ơi, thay mặt coi như là thay mặt chương trình nè, chúc tụi em trăm năm hạnh phúc. Dạ. Cảm ơn.